kiểm soát chặt ngay từ các khu dân cư, nhất là các kiệt hẻm, đồng thời tăng tốc xét nghiệm để chặn đứng nguồn lây. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, địa phương vào cuối giờ chiều qua, ngày 24 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, diễn biến dịch vẫn rất phức tạp khi các địa phương vẫn phát sinh thêm các ca F0, các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn vẫn còn nguy cơ cao và rất cao, nên cần phải tập trung cao độ trong thời gian này. Lưu ý đặc biệt với các địa phương về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các kiệt hẻm, ngõ ngách, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị. Ta nói rằng là chúng ta phải chặn ngay từ khu dân cư, nhưng mà cái việc lập chốt để chúng ta chặn rồi kiểm soát là chúng ta vẫn còn có cái để lỏng. Bây giờ tất cả các phường, công chí tiến hành rà soát lại tất cả các cái kiệt hẻm và chặn cứng cái việc này lại để ngăn cái việc mà người dân có thể lọt ra ngoài. Và tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát rất chặt chẽ trong các cái khu vực này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền sâu về phòng chống dịch tại khu dân cư, các khu vực kiệt hẻm, đề nghị CDC phối hợp với hết các quận huyện chặn đứng ngay các ổ dịch này, đồng thời các cơ sở y tế phải tập trung phân tích các số liệu từ lấy mẫu xét nghiệm để có phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm khoanh vùng, chặn đứng được các nguồn lây. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 3 và có đánh giá cụ thể. Đề nghị ngành y tế thường xuyên kiểm tra giám sát kế hoạch xét nghiệm và tiêm chủng với các điểm nóng tại quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Thanh Khê. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị. Và hiện nay chúng ta có nhiều khu điểm nóng, đặc biệt là khu vực Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê là một số cái kiệt hẻm nhỏ, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Cho nên đề nghị các đồng chí cần tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các khu phong tỏa này và chủ động xét nghiệm diện rộng, xử lý nghiêm những cái cá nhân mà vi phạm cái việc này, vi phạm cái việc công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng nhấn mạnh, các địa phương phải tiếp tục giữ vững và mở rộng các vùng xanh, đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân.